Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì du học Mỹ đã trở thành xu hướng lựa chọn hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên thì với chương trình học đa dạng, danh sách hàng ngàn ngôi trường, phụ huynh và học sinh đang rất là băn khoăn không biết nên chọn cho con đi đâu, đầu tư chi phí như thế nào. Thì Tân Đại Dương xin chia sẻ đến quý vị một số thông tin về những vấn đề liên quan đến chi phí. Thì đầu tiên đó là việc xin cấp thị thực cho du học sinh ở Mỹ. Hầu hết các bạn sinh viên quốc tế nhập cảnh vào Mỹ là có thị thực F1 hoặc là M1. Thì để hội đủ điều kiện cho một thị thực du học, các bạn phải được nhận vào một chương trình học thuật, đó là chương trình đại học hoặc là sau đại học, hay là đào tạo ngôn ngữ, hay là các chương trình dạy nghề. Bên cạnh đó, bạn phải chắc chắn được trường học của bạn được chấp thuận bởi Cục Di trú và Quốc tịch Mỹ và được nhận vào học với tư cách là một sinh viên chính quy, cũng như là bạn phải có đủ kinh phí sẵn sàng để tự sinh sống trong quá trình nghiên cứu và học tập, cũng như là bạn phải chứng minh được cái khả năng mình sẽ quay trở về Việt Nam sau khi hoàn thành xong chương trình học ở Mỹ. Và sau khi bạn nộp hồ sơ tuyển sinh ra trường, bạn lựa chọn và được chấp nhận, bạn sẽ nhận được mẫu E20 từ trường. Sau đó thì bạn phải trả cái phí là phí service E901, phí phỏng vấn và đặt cọc học phí, thì cái này tùy yêu cầu của từng trường. Thứ hai đó là chi trả cho việc học hành. Thì bạn sẽ có hai loại chi phí chính bạn phải trả trong khi đang học tại Mỹ, đó chính là học phí và chi phí sinh hoạt. Thì học phí rất khác nhau giữa các trường đại học công và các trường đại học tư, cũng như là các trường cao đẳng, nhưng mà không có nghĩa là học phí cao hơn thì trường sẽ tốt hơn. Các trường đại học công thì tính phí ít hơn các trường tư, trong khi đó thì các trường cao đẳng cộng đồng, kỹ thuật và dạy nghề thì thường có học phí là thấp nhất. Và chi phí sinh hoạt của bạn ở Mỹ thì sẽ phụ thuộc vào cái nơi bạn chọn để mà học tập. Các trung tâm đô thị lớn hơn, California và vùng Đông Bắc thì nó sẽ đắt hơn so với các khu vực ở phía Nam và Trung Tây, cũng như là các khu vực khác. Và tiếp theo đó là về chỗ ở. Thì hầu như tất cả các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ thì cung cấp nhà ở cho các bạn sinh viên ngay trong khuôn viên của trường, thì cái đó thường được gọi là ký túc xá. Thì ký túc xá thường được trang bị nội thất cơ bản và các bạn sinh viên có thể có phòng riêng hoặc là phòng chung. Và một số trường đại học thì có nhà chung cư trong khuôn viên của trường. Và ưu tiên của trường thì thường được dành cho tất cả các bạn học sau đại học hoặc là những người đã kết hôn hoặc là có gia đình. Và ngoài khuôn viên của trường thì bạn cũng có thể chọn sống trong nhà ở thuê tư nhân, có thể được trang bị đồ đạc hay là không có đồ đạc. Hầu hết các trường đại học đều có bộ phận đăng ký nhà ở và các quảng cáo tại địa phương, cũng là một nguồn rất là tốt giúp cho bạn tìm kiếm được cái chỗ ở riêng. Hay là homestay, đó là sống chung với gia đình người bạn xứ ở đây. Đây cũng là một lựa chọn phổ biến nữa dành cho tất cả các bạn sinh viên quốc tế, và đặc biệt là khi mà các bạn lần đầu phải thích nghi với phong cách sống ở Mỹ. Vậy thì làm thế nào để giúp tiết kiệm những khoản chi phí đó? Thứ nhất là bạn cần dựa vào hỗ trợ tài chính. Thì hầu hết các trường ở Mỹ thì sẽ cấp học bổng và trợ cấp cho các bạn sinh viên quốc tế, mặc dù thì những suất học bổng và trợ cấp thì có tính cạnh tranh cao. Đây thường là dựa trên nhu cầu hoặc là được trao giải thưởng cho kết quả học tập xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu, thể thao, biểu diễn nghệ thuật hay là những lĩnh vực khác. Và bạn nên kiểm tra với trường để biết thêm về cái kinh phí mà họ dành cho sinh viên quốc tế là ra sao. Và bạn cũng có thể tìm hiểu cơ hội tài trợ khác từ chính phủ hoặc là các công ty và tổ chức trong nước cũng như là quốc tế. Thứ hai đó chính là việc làm thêm ở Mỹ. Thì những sinh viên nào vào Mỹ thì đều có thị thực F1 hoặc là M1 thì sẽ được phép làm việc trong khuôn viên của trường là 20 giờ một tuần và toàn thời gian trong các ngày nghỉ. Công việc thì điển hình trong khuôn viên của trường như là bao gồm những việc làm trong thư viện, làm việc ở quầy giúp đỡ hoặc là làm việc ở trong căng tin. Và sau một năm nghiên cứu thì bạn có thể nộp đơn ở Cục Di trú và Quốc tịch Mỹ, đó là USCIS, thì để xin giấy phép đi làm mà việc đặc biệt cho phép bạn được làm việc ngoài khuôn viên của trường. Và phòng quốc tế trong trường của bạn thì sẽ có thể cung cấp cho bạn các thông tin về những cái thủ tục xin giấy phép này. Và nếu bạn được chấp nhận thì bạn vẫn sẽ bị hạn chế cái giờ làm việc, đó là 20 giờ một tuần và toàn thời gian trong các ngày nghỉ. Thì khi nói đến du học Mỹ, nhiều bạn thường nghĩ đến việc phải dành ra một khoản chi phí cao, nhưng mà thực tế cho thấy là nếu bạn thực sự có ý chí, bạn có thể đi du học Mỹ với chi phí không hề đắt đỏ mà thấp nhất là có thể. Nếu bạn còn băn khoăn về vấn đề gì, các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với lại các chuyên viên tư vấn của công ty du học Tân Đại Dương theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra, Tân Đại Dương còn hai chi nhánh ở quận 5 và ở thành phố biển Nha Trang. Lưu ý Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879 hoặc truy cập vào website tandaiduong.edu.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ môi du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì có sự góp mặt của em Nguyễn Thị Ngọc Bích vừa nhận được visa du học Mỹ. Và chúng ta cùng trò chuyện với Ngọc Bích để tìm hiểu về quá trình làm hồ sơ du học Mỹ của Ngọc Bích như thế nào và lý do tại sao Ngọc Bích lại chọn Mỹ làm điểm đến để du học nhé. À, chị chào Ngọc Bích. Chào chị. Em biết thì đôi nét của bản thân em. Em là Nguyễn Thị Ngọc Bích, năm nay em 18 tuổi, em vừa tốt nghiệp trung học phổ thông xong.
Em thì làm thủ sơ du học tại Tân Đại Dương. Thì cũng thấy Tân Đại Dương uy tín, chất lượng. Em có thể giải đáp mọi thắc mắc về đi du học tại Tân Đại Dương. Em thích đọc sách và nghe nhạc. Em qua Mỹ thì em chọn ngành quản trị kinh doanh. Và đầu tiên em qua Mỹ thì em sẽ học 1 năm tiếng Anh. Sau đó em học trường cao đẳng cộng đồng. Nó giúp cho mình dễ hòa nhập với môi trường. Sau đó em lại chuyển tiếp lên đại học 2 năm nữa. Và qua đó em sẽ học tại trường cao đẳng Harvard Community College. Và sau đó chuyển tiếp lên Maryland. Trường Harvard Community College của em thì nó nằm ở trung tâm của thành phố Colombia. Rồi nó có hơn 40 năm kinh nghiệm giảng dạy. 5 năm liên tiếp của nó thì được đạt giải thưởng về chất lượng giảng dạy á. Rồi mình sau khi học trong trường này mình có thể chuyển tiếp lên các trường đại học. Vậy thì có rất nhiều bạn lại chọn điểm đến như là Singapore hay là Anh Quốc hay là Úc. Tại sao mình lại chọn Mỹ để du học Ngọc Bích? Thứ nhất thì chọn Anh thì học phí nó quá cao. Học còn Singapore thì là về du lịch gì thì nó tốt hơn, nhưng mà còn mình chọn ngành quản trị kinh doanh thì tại Mỹ nó sẽ tốt hơn cho mình. Chọn Mỹ vì thứ nhất là em muốn phát triển kinh doanh gia đình của mình sau này. Rồi ở Mỹ thì tiếng Anh của Mỹ thì nó phổ biến trên thế giới. Em có thể cải thiện tiếng Anh của mình và giúp ích cho em khi sau này làm việc. Ở Mỹ thì là đất nước phát triển về nền kinh tế. Ở đó mình có thể học được nhiều cho ngành quản trị kinh doanh của mình. Thế chị hỏi em là cái cảm nhận của Ngọc Bích khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì như thế nào? Thì làm tại Tân Đại Dương thì em được qua giới thiệu qua người em họ của em là đậu du học ở Tân Đại Dương. Sau rồi em đi làm, em thấy Tân Đại Dương các anh chị nhân viên thì thân thiện. Rồi em có nhiều thắc mắc, em có thể hỏi và giải đáp tại Tân Đại Dương. Em học phỏng vấn thì thấy vui, đông người cũng dễ hiểu. Mình học thì mình dễ tiếp thu. Thì nhiều ý kiến đưa ra mình có thể học tập và học hỏi nhiều. Em học với anh Khôi thì anh Khôi là một người hiểu biết rất là rộng. Thế trường nào anh cũng biết, ở bang nào anh cũng biết. Rồi thì anh bày cho em cách nói làm sao cho người ta để người ta tin mình đậu phỏng vấn visa rồi quay về Việt Nam. Còn lên các anh chị tiếng Anh thì giúp cho mình chữ tiếng Anh bài mình. Rồi bày cho mình phát âm chuẩn. Rồi đến khi học với anh Bảo Anh thì mình biết làm sao cho mình có thể tự tin lên, can đảm lên để đi phỏng vấn bình thường. Khi mới vào phỏng vấn thì em vẫn run, nhưng mà sau khi vào trong ngồi đợi thì em thấy bình thường. Tại vì vào người ta đi vào chỉ hỏi mình 2-3 câu xong ra, rồi viết xong về thôi, không làm gì hết. Chị Thúy là hồ sơ của em rất là tốt. Em thấy mình tin lên chị Thúy. Tại vì chị Thúy thì em thấy là một người làm hồ sơ cho mình chắc chắn lắm á. Rồi mình có thể chị Thúy mình có thể hỏi những cái vấn đề gì mà mình cần biết về làm hồ sơ, thì là về tài chính trong gia đình mình cần những gì, cần biết cái gì. Tức là tin tưởng. Rồi chị cảm ơn những chia sẻ của Ngọc Bích trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, cũng như là cái sự niềm tin của em đã đặt hiện tại Tân Đại Dương. Thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chúc em qua Mỹ học tập thật là tốt ha. Cảm ơn. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa lắng nghe Ngọc Bích chia sẻ về quá trình làm hồ sơ du học Mỹ của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.